Ôi, chào bạn đã tới món ăn Thạch Nhon. Hôm nay sẽ cho bạn xem đồ ăn ở thành phố của London. Bạn ơi, cái đây là 15 chỗ ăn ngon nhất ở London. Số 1, McDonald's. Bạn có thể nhồi sức ăn rất là thoải mái. McDonald's nó mở khoảng 6 giờ sáng. Rồi rất là hay nhất đó, là nó có mấy cái máy, bạn có thể bấm gì bạn thích ăn, trả tiền trước. Số 2, Perfect Fried Chicken. Chỗ này bạn có thể mua đem về ăn với gia đình. Có món ngon nhất đó, là cái gà răng sốt cay. Có 10 người ăn là khoảng 40 pound. Số 3, Chicken Cottage. Một set meal burger chip wing khoảng 2-3 đồng. Chỗ ăn rộng và rất là sạch sẽ. Số 4, Cây Tre. Cây Tre nó bán đồ ăn Việt Nam. Như bạn ăn ở đây, bạn phải ăn cái món đặc biệt nhất, cơm tắm. Nhưng nó cũng specialize in cái món Hà Nội, bún chả. Cây Tre nó ở cái thành phố của London luôn. Chỗ ăn nó sạch sẽ, nhân viên nó friendly. Rồi ở số 5 là tiệm Nhon. Tiệm đây nó có nhiều chỗ nhồi. Cái nhân viên ở phía trước không biết nói tiếng Việt, nhưng nó friendly. Tiệm Nhon này nó bán bún bò nữa. Số 6, Thingberry. Cái tiệm này nó ở cái siêu thị lớn nhất ở London. Bán da ô, đồng đá, bốn loại. Ví dụ xoài như sô-cô-la. Một ly lớn bạn có thể lựa 5 cái topping như một cái sốt. Một ly bự bạn có thể lựa nhiều trái cây. Một ly hai người khoảng 5 đồng rưỡi. Số 7, Golden Dragon. Hiện nay nó ở cái thành phố của người Tàu. Bạn có thể ngồi thoải mái. Cái restaurant rất là rộng luôn. Nếu bạn ăn ở đây, bạn phải thử cái điểm tâm. Cái tôm hùm nó bỏ chanh, dư nấu, dư gừng. Tiệm đây nó cũng nấu tôm hùm chiên với xả ớt. Món đặc biệt nhất là cái bánh ướt. Số 8, Ichiba. Chỗ đây nó bán đồ Nhật Bản. Chỗ ăn uống là rất là sạch sẽ. Bạn có thể ngồi hơn 1-2 tiếng ăn uống thoải mái. Số 9, Sushi Samba. Cái tiệm này nó ở chỗ cao, cảnh rất là đẹp. Tôi recommend là bạn dành chỗ này ăn cho một special occasion. Ok, bạn đã tới số 10, Beijing Dumpling. Ê, bạn có thể thấy cái chef làm mấy cái dumpling phía trước mặt. Dumpling ở đây làm fresh. Chỗ số 11, Dumplings Legend. Bạn đi khoảng bữa trưa ăn cái tiệm sắm nó fresh. Tiệm này nó bán loại hấp với loại chiên nữa. Hấp sự thật béo mà không nhọt gì lắm. Rồi chỗ số 12, Buenos Aires Argentine Steakhouse.
chỗ đây ăn hộp với người ăn. Một miếng steak bự, bán chip rau. Số 13, New Loon Moon Supermarket. Cái đây là ở thành phố Tàu, bán sầu riêng. Sầu riêng Premium Import ở Thái Lan. Số 14, Regency Restaurant. Ở đây bạn có thể order một set lớn hải sản khoảng 50 pound. Rồi bạn đã tới cuối cùng, số 15, Gelato Gusto. Kem nhiều màu, kem của Ý, rất là ngon, bán ở phía trước cái biển. Đi bộ thành phố xem cảnh của Brighton. Ok, cảm ơn bạn đã xem món ăn thật ngon hôm nay. Bạn nhớ like, subscribe, thích ăn món gì, comment below.